quên đồ, tôi chở về nhà, tôi lấy rồi tôi chạy trở lên. Anh xin mời ba vị đi về. Yeah. Anh xin, chúng tôi xin trân trọng mời tất cả anh em quân nhân ở Tennessee lên đây để nhận bằng tử lộc. Xin mời trung tá Trịnh Khang. Thank you.
lại cho chúng tôi, chúng lại cho nhà báo chúng tôi, chúng tôi phải lấy ngay lên trên. Phần thứ ba của chương trình, kính mời Trung tướng Phạm Quang Triều, Tư lệnh Liên Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ